Chào cả nhà. Ok, lại quay trở lại một video khác đấy. Mình bình thường thì các bạn biết là mình luôn làm những cái video tích cực cho các bạn để mà uy khuyên rằng các bạn, ủng hộ các bạn, hay là giải nghĩa cho các bạn nhiều những cái mà cách để cho mình phát triển bản thân. Thì cái mà mình nhận được đa một số bạn á vẫn còn thả những cái tin nhắn đại loại như là: chị ơi giúp em cái này, chị ơi giúp em cái kia, chị ơi chị kiếm việc giùm cho em được không, chị ơi chị làm cái. Có nghĩa là những cái câu hỏi của các bạn đó, nó không có một cái sự tự giác. Những cái câu hỏi đó, nếu các bạn hỏi mình có bực mình không, mình nghĩ là không phải là dùng từ bực mình nữa, mà mình nghĩ là bạn chưa có dành đủ thời gian để coi hết những cái video của mình để bạn hiểu được là những cái video của mình hướng dẫn các bạn cái gì. Ở đây mình không phải là một trung tâm môi giới việc làm, mình không phải là một cô giáo, hay là mình không phải là ba mẹ của các bạn để mà cầm tay chỉ việc các bạn. Cái công việc của mình ở đây nó giống như là người dẫn đường vậy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là hôm nay mình chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm của mình, những cái trải nghiệm của mình, những cái mà mình đã được nếm trải để mà có được tự tin như ngày hôm nay. Để mình chia sẻ với các bạn để làm cái gì? Để các bạn biết được là nếu như mình làm được thì các bạn cũng làm được. Nhưng mà không đồng nghĩa với việc là mình sẽ đi đến từng nhà, gõ cửa từng bạn, nói là lại đây chị giúp, lại đây chị làm cái này cái kia. Thậm chí bây giờ bạn có gọi điện cho mình, có nhắn tin cho mình, hay có text bất cứ cái gì cho mình đi chăng nữa, cái lời khuyên của mình nó sẽ là vô nghĩa nếu như các bạn không hành động. Mình lặp đi lặp lại nha. Cái lời khuyên của mình nó sẽ là vô nghĩa nếu như các bạn không hành động một cái gì đó cho cái cuộc đời của mình. Hôm nay mình sẽ nói đến chữ chịu trách nhiệm. Mình nói ví dụ như các bạn ra đi kiện tụng nhau ở trên tòa đi, người ta gọi là gì? Chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Thì cuộc đời của bạn nó cũng na ná như vậy đó các bạn. Có nghĩa là sao? Bạn phải chịu trách nhiệm trước cái cuộc đời của bạn, bởi vì không có ai chịu trách nhiệm cho bạn hết. Cái chữ chịu trách nhiệm này nhiều người ta còn chưa có, người ta còn chưa có học, chưa có đào sâu gì để người ta hiểu là chịu trách nhiệm là cái gì. Mình nói ví dụ, hôm nay bạn ăn cái món gì đó mà bạn bị đau bụng, thường bạn sẽ đổ lỗi cho nhà hàng, thường bạn sẽ đổ lỗi cho người nấu ăn, thường là bạn sẽ đổ lỗi là bạn xui xẻo. Nhưng bạn sẽ không bao giờ vỗ ngực chỉ vô trong người mình là mình là người chịu trách nhiệm, bởi vì mình chọn ăn cái món đó, mình chọn đến cái nhà hàng đó, và đó là lý do tại sao mình bị trúng thực. Khi mà các bạn đã học, khi các bạn bắt đầu học cách chấp nhận được là mình là người phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hành động nào, hay là bất cứ cái gì sai lầm, lỗi lầm, hay bất cứ thất bại nào trong cuộc đời của bạn, bạn phải chịu trách nhiệm á, thì cái đó cuộc đời của bạn nó mới khác. Ví dụ như mình ngày xưa nếu mình nghèo, mình dốt, mình ngu, hôm nay mình sẽ vỗ ngực nói bạn đúng, hồi xưa mình nghèo, mình dốt, mình ngu, nhưng mình có buồn vì điều đó không? Không. Tại vì nếu như bạn không từng nghèo, nếu như bạn không từng dốt, nếu như bạn không từng ngu á, thì bạn sẽ không khôn lên được. Không có ai đẻ ra một cái mà khôn. Và nếu như bạn muốn khôn lên, bạn muốn tinh tương, bạn muốn khỏe mạnh, cái gì nó cũng phải có cái giá của nó hết. Bạn phải ăn bậy để mà bạn biết được là mình phải ăn cái gì đó bổ hơn, tốt hơn cho cơ thể của mình. Bạn phải bị mập thì bạn mới biết được là béo phì nó không tốt, khó thở, khó đi lại, khó nói chuyện, cái gì nó cũng không có được khỏe khoắn trong người, cảm thấy buồn bực, và tất cả những cái thứ đó nó rất là quan trọng. Khi mà bạn phải biết được là cuộc đời của bạn, bạn phải chịu trách nhiệm. Nếu hôm nay bạn xấu thì đó là lỗi của bạn. Tại sao mình nói lỗi của bạn? Bởi vì bạn có cách để làm cho nó tinh tươm. Bạn nhìn mình đi, mình không có cắt mí, sửa mũi, không có gì hết. Ok, mình cố gắng hàng ngày để làm gì? Học cách để mình tinh tươm lên. Mình không nói mình đẹp nha các bạn. Bạn coi YouTube bạn sẽ thấy nhiều người đẹp hơn mình rất là nhiều, mình không có đẹp. Nhưng mà mình biết cách là làm sao để mà mình nhìn gọn gàng nhất có thể, tự tin nhất có thể, là chính mình nhất có thể. Tương tự như vậy, nếu bây giờ bạn nói bạn mập, bạn ngồi đó bạn than, bạn nói chị làm sao cho nó ốm xuống, bạn có thể coi 1.000, 1.000.000 video tập thể dục, nhưng mà bạn không nhấc mông lên tập thể dục thì làm sao mà bạn ốm được. Những cái video của mình cũng vậy, các bạn không thể nào coi video của mình là chị ơi chị kiếm việc giùm em được không, chị chỉ em làm sao kiếm được việc này việc kia, chị làm sao để mà em thoát khỏi cái này, thoát khỏi cái kia. Các bạn, mình chỉ có thể dẫn đường cho các bạn thôi. Các bạn phải tự trả lời cuộc đời của bạn là bạn phải chịu trách nhiệm. Cái đầu tiên để mà bạn thành công được đó là bạn phải chịu trách nhiệm. Ok, chịu trách nhiệm với tất cả mọi thứ, chịu trách nhiệm với bây giờ bạn đang ở cái level nào, bạn đang ở cái đỉnh núi nào, cái đỉnh núi đó thấp hay cao, đó là bạn phải chịu trách nhiệm về cái điều đó. Sự thất bại của bạn, sự thành công của bạn, sự buồn tủi của bạn, sự hạnh phúc của bạn, sự may mắn của bạn, sự bất hạnh của bạn, tất cả là lỗi của bạn. Ok, khi bạn nhận nó là lỗi của mình thì bạn mới có thể tiến bộ được. Ok, chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình nghe không? Và đừng có quên like, share và subscribe kênh của mình. Bye.